đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị. Trên thế gian này hiện vẫn luôn tồn tại những người tu đạo, đặc biệt trong những núi sâu rừng già, họ đã từng sống rất lâu, có người đã sống mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm. Điều này nói ra có thể nhiều người sẽ không tin nổi. Dưới đây là câu chuyện được kể lại của một người như vậy. Trước hết xin được nói rõ, bài viết này không phải là câu chuyện hư cấu. Những gì được viết được kể hoàn toàn đều là những trải nghiệm chân thật, cảm ngộ chân thật của bản thân tôi. Các vị có thể tin, cũng có thể không tin, nhưng mong các vị hãy tu tích khẩu đức, đừng có tạo nghiệp chướng cho bản thân mình. Những người bình thường nhìn thấy 300 năm trong tiêu đề nhất định sẽ cho rằng tôi đang khoác lác. Nhưng tôi xin nói với các vị rằng tuổi thật sự của tôi chính xác là 330 tuổi. Tôi là người Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, giữa những năm ung chính. Vì để tránh chiến loạn, cả nhà chúng tôi chạy nạn đến núi Đại Ba, miền Bắc tỉnh Tứ Xuyên. Nhưng không may gặp phải lỡ đất, cuối cùng chỉ có một mình tôi may mắn thoát được. Năm đó tôi 30 tuổi. Về sau tôi bị lạc đường trong núi, tự mình đã đi lang thang suốt mười mấy ngày liền. Ngay chính vào lúc sắp bị chết đói, một vị đạo sĩ đã cứu sống tôi. Vị đạo sĩ này chính là sư phụ của tôi sau này. Lúc đó ông đã ở trong núi Đại Ba tu luyện hơn 700 năm. Từ đó tôi liền đi theo ông bắt đầu tu luyện. Mọi người nhất định sẽ không nghĩ được rằng công pháp tu luyện trong môn này của chúng tôi vô cùng đơn giản, đặc biệt thích hợp cho những người lười biếng, vì công pháp của chúng tôi chính là ngủ. Sau khi sư phụ truyền công pháp cho tôi xong, lần đầu tiên tôi đã ngủ hơn một tháng. Sau khi tỉnh dậy, thân thể có những biến đổi rất lớn, gần như đã thay đổi thành một người khác vậy, khỏe mạnh hơn trước đây rất nhiều. Cũng phải nói thêm, kể từ khi bắt đầu tu luyện, tướng mạo của tôi như dừng lại ở tuổi 30, mãi cho đến tận hôm nay cũng không có bất cứ sự thay đổi gì. Tu đến cảnh giới tiểu thừa, sư phụ bảo tôi trở lại cõi người, đi vân du. Sư phụ nói nếu như tôi chìm đắm vào danh lợi thành sắc, bị thế giới phồn hoa làm cho mờ mắt thì không cần trở về núi nữa, tôi có thể tự mình chọn con đường sau này. Nếu như sau 3 năm tôi vẫn không bị sa ngã thì hãy trở về núi Đại Ba, ông sẽ chỉ đạo tôi tiếp tục tu luyện công pháp tiếp theo. Vân du ở bên ngoài rất khổ, quy định cũng nhiều. Thứ nhất, trong cõi trần không được sử dụng bất kể công năng đặc dị nào. Trước lúc xuống núi, sư phụ đã khóa hết công năng của tôi, bao gồm cả tịnh cốc, bởi trong thời gian vân du, tôi tự mình nghĩ cách giải quyết vấn đề ăn uống. Thứ hai, không được đụng đến tiền bạc, chỉ có thể thông qua phương thức sinh năng để có được thức ăn. Thứ ba, còn có rất nhiều giới luật trộm cắp tà dâm, uống rượu v.v. giống như những quy định trong Phật giáo. Sư phụ có thể dùng thiên nhãn thông giám sát tôi mọi lúc mọi nơi. Nếu như tôi phạm phải bất cứ quy định nào thì sẽ không còn có cơ hội đi theo sư phụ tu luyện nữa. Sau khi rời khỏi núi Đại Ba, tôi trước tiên đi đến Vị Nam, vùng Thiểm Tây, sau đó lại đi Đồng Quang. Ở Đồng Quang, tôi đã làm thuê cho một nhà địa chủ họ Lưu, chỉ cần có chỗ ăn, chỗ ngủ, không cần tiền công. Thời hạn 3 năm đã hết, tôi lại trở về núi Đại Ba bên cạnh sư phụ. Những ngày tháng sau này chính là không ngừng tu luyện, cứ cách 35 năm một lần đều sẽ phải xuống núi vân du mấy năm. Có những lúc sư phụ sẽ cùng đi vân du với tôi, khi đó tôi không có cách nào làm biếng nữa, không thể sống thảnh thơi như ở nhà Lưu địa chủ nữa, mà mỗi ngày đều cần phải ra ngoài xin ăn. Tôi biết trong cõi trần có rất nhiều người có hứng thú với tu đạo, nhưng họ không rõ được rằng tu đạo cần phải chịu đựng rất nhiều cái khổ, phải trải qua bao nhiêu giày vò và ma nạn. Chỉ pha mấy ấm trà, hẹn vài người bạn ngồi mà luận đạo, đó không phải là tu hành mà là nghỉ ngơi. Tu hành thực sự là phải trải qua rất nhiều cái khổ. Sau khi sư phụ mất, tôi phải độc tu một mình.
đối với một người tu luyện đơn độc mà nói, cái khổ lớn nhất chính là cô quạnh và đơn độc. Có những lúc ngồi thiền một năm, sau khi xuất định được mấy ngày, rồi lại nhập định tiếp, mười mấy năm không thấy một bóng người, không nói một lời nào là chuyện rất bình thường. Vì vậy, để khắc phục cô đơn buồn tẻ, tôi thích đi vân du. Bắt đầu từ năm 1960, tôi vừa đi vân du, vừa tiếp tục việc tu luyện của mình. May mắn hữu duyên gặp sư phụ thứ hai. Sau khi tu thành rồi, tôi du ngoạn ở nhân gian 5 năm, đi khắp hết mọi ngõ ngách trên thế giới, đã quen biết rất nhiều những người tu luyện như tôi, nếm đủ cuộc sống các dạng các loại, nhưng lại cảm thấy những thứ đó đều không có ý nghĩa gì nữa. Thế là vào trung tuần tháng 8 năm 1993, tôi ngồi một chiếc xe lửa trở về miền Bắc tỉnh Tứ Xuyên, chuẩn bị tiếp tục cuộc sống ẩn cư của mình, đợi khi duyên chín mùi, rồi cũng thu nhận một đồ đệ truyền thừa đạo pháp chính thống trong môn pháp này của mình. Chính là trên chuyến xe lửa này, tôi đã gặp được một người đã thay đổi vận mệnh của tôi. Lúc đó, người này và tôi cùng ngồi ở một toa tàu. Chúng tôi vừa nhìn mặt nhau thì đã biết đôi bên đều là người tu đạo. Người này trông rất là trẻ, mặt mày hiền hậu, lúc nào cũng như đang mỉm cười. Tôi đi đến trò chuyện với ông ấy một lúc thì lại không khỏi hết sức bàng hoàng, bởi tôi phát hiện công lực của người này cao đến nỗi quả thật là tôi không cách nào tưởng tượng ra được. Rốt cuộc là cao đến mức nào, bây giờ tôi cũng không nói ra được, bởi vì đạo hạnh của tôi căn bản không có cách nào thăm dò vấn đề này được. Bản thân tôi ngay cả cái ngón chân của ông đều không sánh được. Về sau, tôi đã bái người này làm thầy, ông đã truyền cho tôi công pháp trong pháp môn đó của ông. Dưới sự giúp đỡ của sư phụ thứ hai, chưa đến một tháng, tôi đã đột phá giới hạn trong môn pháp trước đây của tôi, thành công tu được đến cảnh giới tam hoa tụ đỉnh. Cũng chính là nói, từ sau lần này, tôi đã đạt được thân thể bất tử. Bây giờ tôi có thể đến cõi người vân du, đây là lần vân du sau cùng của tôi, có nhiều tâm nguyện cần phải hoàn thành. Tôi lên mạng viết ra bài viết này, thuật lại và tiết lộ một vài lý luận có liên quan đến công năng đặc dị và tu đạo. Đây cũng chính là một trong những tâm nguyện của tôi. Những người có duyên với tôi tự nhiên sẽ đọc được, tự nhiên sẽ có những thu hoạch, những thể ngộ của bản thân mình. Cũng coi là một phương thức đặc thù trong thệ nguyện cứu thế độ nhân của ngày xưa. Dưới đây, tôi xin được nói rõ một số vấn đề mà người thường được phép biết đến, cũng để cho độc giả làm một nghiệm chứng thật giả đối với bài viết này. Trên thế giới thật sự có thần, Phật, yêu ma tồn tại không? Đây là điều không cần phải nghi ngờ gì nữa. Hình thức tồn tại của các sinh mệnh nhiều đến nỗi không thể lường được, cũng không có cách nào tính toán được. Những sinh mệnh có sắc thân giống như con người này trong vũ trụ chỉ là số rất ít. Tôi đi trên phố, những người bình thường làm sao biết được thân phận thật sự của tôi. Cũng giống như vậy, thử hỏi có bao nhiêu chư thần, chư Phật, kể cả yêu ma quỷ quái, lấy hình hài của người thường đi lại trên thế gian. Cái này tôi cũng không biết được. Có rất nhiều người khinh rẻ những người ăn mày, thậm chí có kẻ còn quá đáng hơn lại đi chà đạp những người ăn mày. Nhưng tôi xin nói với các vị rằng, rất nhiều người ăn mày đều có nguồn gốc không hề tầm thường. Không phải là những người tu đạo đến cõi người vân du thì chính là những vị thần mang theo sứ mệnh mà đến. Có thể nói như vậy, chư thần nhiều đến nỗi không chỗ nào không có. Câu nói ngẩng đầu ba thước có thần linh này hoàn toàn là sự thật, chỉ là những người bình thường không có thiên nhãn thông, nhìn không thấy mà thôi. Vận mệnh của con người, sự phát triển của xã hội nhân loại đều là thần Phật đang khống chế cả. Một người bình thường, ngay từ khi mới sinh ra cho đến lúc chết đi, vận mệnh trong một đời này của họ đều là được an bài hết cả rồi.
dẫu cho là sự việc hết sức nhỏ nhặt như rụng một sợi tóc đều là đã được an bài kỹ lưỡng trước đó cả rồi. Một người trong xã hội nên làm những gì, nên có những gì, từ sớm đã có định số. Sự nỗ lực của con người cơ bản là đang đi trên quá trình đã được định sẵn từ trước. Các vị ắt sẽ không tin. Các vị có thể cảm thấy rằng rất nhiều thứ của mình đều là thông qua phấn đấu nỗ lực mà có được. Kỳ thật, dùng công năng mà nhìn, quá trình phấn đấu của con người đều là những vị thần nắm giữ vận mệnh của con người ở đằng sau thao túng các vị làm. Con người chính là giống như con rối. Chư thần dùng các loại quan niệm, tình cảm, dục vọng cho đến cả những sự việc mà mọi người cho là ngẫu nhiên để mà điều khiển hành vi của con người. Những động vật khác cũng đều giống con người như vậy, cũng đều là được chư thần thao túng như vậy cả.